Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao đang được giá tốt nhất thị trường hiện nay. Và trên xe anh chị và các bạn đang xem qua đây thì là một chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.5 2 cầu, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2021. Và cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng hơn 700 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu một mẫu gầm cao 5 chỗ với đầy đủ tiện nghi, tính năng, an toàn, option của chiếc xe. Em sẽ quay qua một vòng ngoại thất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá. Khi anh chị và các bạn xem mình cảm thấy ưng, mình có thể qua trực tiếp cửa hàng Dương Vĩnh Auto. Địa chỉ đơn vị là số 18 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm lái thử anh chị nhé. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục, xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Những đường nét về kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Những tính năng an toàn nó vẫn trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Từ những hệ thống cảm biến cam 360 và đã được bác chủ nâng cấp cho chiếc xe hệ thống màn hình Android và hệ thống cam 360 anh chị nhé. Đây là những hiện trạng sơ qua một vòng ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn có thể thấy qua. Những đường nét chi tiết thì em sẽ đi vào cận cảnh cụ thể cho anh chị và các bạn có thể xem qua, từ những phần nước sơn si, mép nối, mép cản, hệ thống những phần con mắt cảm biến, những các chi tiết tổng quát nhất của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể dễ dàng theo dõi. Cốp của chiếc xe sử dụng là hệ thống cốp điện. Phía đuôi thì cũng được trang bị như là hệ thống cảm biến cam đùi, líp bô thể thao, đèn cảnh báo trên cao. Với những đường nét về hệ thống keo chỉ, đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó cũng vô cùng hợp lý cho chiếc xe sử dụng khối động cơ máy 2.5. Đó là 9,82 lít cho đường trong đô thị. Ngoài đô thị thì nó rơi vào khoảng hơn 6 lít thôi. Còn đường kết hợp thì nó rơi vào khoảng hơn 7 lít. Một cái mức tiêu hao nhiên liệu rất đáng để anh chị và các bạn cân nhắc về cái khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ. Nốt sơ cua của chiếc xe đây vẫn còn nguyên vạch sơn của nhà sản xuất. Các chi tiết hệ thống trầm loa bâu, thảm trải sàn được trang bị đầy đủ rồi. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về hệ thống máy móc của chiếc xe cũng như là phần khoang nội thất của chiếc xe để anh chị và các bạn xem từng phần. Để các bác đợi em một chút, em sẽ mở anh chị và các bạn có thể tham quan. Nó bị auto lock thôi. Đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa, từ những đường nét về keo chỉ đến những cái phần táp ly cánh cửa, những phần bọc mạ chrome này, rồi những phần chi tiết ốp giả vân gỗ, hệ thống những con ốc bản lề và những cái chi tiết về keo chỉ bên trong cột kèo của chiếc xe này thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Với chất lượng ghế ngồi của chiếc xe mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian ngồi rộng rãi, thoải mái cho ba người ngồi. Với hệ thống ghế da của chiếc xe nó vẫn còn rất đẹp, với những chi tiết nổi bật như là hệ thống viền chỉ màu cam, có trang bị cửa gió điều hòa, cửa sổ trời đầy đủ. Đấy, không gian bên trong anh chị và các bạn có thể ngắm nghía cùng em. Cùng đi tới không gian khoang lái của chiếc xe, với những cái đường nét về hệ thống keo chỉ đến những các chi tiết táp ly cánh cửa, rồi hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống giải trí loa bâu với chất lượng âm thanh tốt nhất, mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời khi ngồi trên xe tận hưởng những giai điệu mà anh chị và các bạn yêu thích. Có trang bị ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí, những phần cột kèo, những con ốc và những cái phần má ghế của chiếc xe. Những đường nét tổng quan chi tiết cụ thể thì em cũng sẽ quay rõ, giúp anh chị và các bạn ở xa có cái nhìn thực tế nhất về chiếc xe em đang giới thiệu. Và đây là những cái phần chi tiết trên hệ thống màn hình, rồi là những cái chi tiết như là hệ thống vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, view cam 360 và những cái tiện nghi iStop và cảnh báo lệch vượt. Bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua cái khối động cơ của chiếc xe này. Với cái khối động cơ của chiếc xe sử dụng là máy 2.5, máy xăng 2 cầu. Đây, cái khả năng vận hành của nó rất là mượt mà, máy móc cũng rất là êm. Đây là chất lượng từ những phần nắp capo,
đến những cái phần con ốc đinh tán của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể đánh giá được là xe có bị đâm va hay cái thế ở phần đầu hay không. Và đây là những cái chi tiết về con ốc bản lề, những con ốc chân máy, ốc mặt máy, tất cả các chi tiết. Chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 bản 2 cầu hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là dưới 790 triệu thôi. Giá này thì em còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.